kinh chưa? Câu quả nổi tiếng chưa? Phát được hai con treo. Nổi tiếng chưa? Hai con hoàn, nhau dây rồi. Sợ chưa? Ngoài nhá. Ui ơi, kinh chưa? Nổi tiếng đi, hôm nay kinh. Ôi nổi tiếng kinh. Đây, kìm đây, kìm đây, kìm đây. Nè. Hai con ăn. Đúng rồi. Ai biết được là tại hai con nhìn thế này.